À, Real Madrid Bruno Fernandes, Paul Pogba là tâm điểm chỉ trích, bị fan quỷ đỏ tổng tấn công, xúc phạm nặng nề sau khi sút hỏng quả 11 m ở trận MU hòa hụt 1-1 vòng hai ngoại hạng Anh, tức giận vì đội nhà lỡ chiến thắng, nhiều cổ động viên MU nhắm cả vào Pogba, người đã tranh quả đá 11 m mà lẽ ra Ratsford thực hiện, cựu huấn luyện viên quỷ đỏ, Ryan Wicks bày tỏ sự ngạc nhiên khi Rashford để Pogba đá, trong khi Gary Neville chỉ trích Pogba trước sự tấn công gay gắt từ bên ngoài. Huấn luyện viên trưởng Son lên tiếng bảo vệ Pogba. Không chỉ vậy, các đồng đội như Harry Maguire, Rashford đều có phản ứng cực gắt lại cộng đồng mạng, làm nổi bật giá trị tập thể MU. Phía câu lạc bộ MU cũng đã nêu quan điểm rõ ràng trên trang chủ, khẳng định sẽ không nhân nhượng với bất kỳ hành vi phân biệt chủng tộc hay lời lẽ ác ý nào nhắm vào tiền vệ Pháp. Trong một diễn biến khác, John Palong loan báo, Real Madrid xúc tiến thương vụ mua Bruno Fernandes có giá 75 triệu bảng từ Sporting Lisbon. Tiền vệ Bruno Fernandes là mục tiêu chuyển nhượng của MU và Liverpool huấn luyện viên trưởng Son được cho rất muốn có tài năng người Bồ Đào Nha, nhưng do các xếp MU chê giá quá cao, lại thêm chính xác nhận xét Bruno hay để mất bóng trên sân nên quỷ đỏ bỏ cuộc. Real Madrid nhắm đến Bruno Fernandes để làm tăng chất lượng tuyến giữa, nhưng các nguồn tin cũng khẳng định, Zidane chỉ mang tiền vệ này về nếu thất bại trong việc cướp Paul Pogba khỏi tay MU, Erickson, Tottenham và Donny van Zeevich, Ajax, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha chi tiêu 300 triệu bảng hè này, nhưng trong danh sách còn thiếu Pogba, Eden Hazard đã có mặt nhưng lại chưa thể ra mắt chính thức do dính chấn thương ở trận gia quân La Liga 2019-2020, trong khi Barca thua Atletic Bilbao, Real Madrid thắng Santa Vigo 3-1 nhờ công Benzema, Toni Kroos và Lucas Vazquez.